Mọi người hay hỏi Mạnh Phát là bên Mạnh Phát có bán xe điện 3 bánh cũ không? Thì nói thật với mọi người là Mạnh Phát thì không bán xe 3 bánh cũ. Tuy nhiên là có khách nào muốn có nhu cầu đổi xe lên đời thì Mạnh Phát hỗ trợ đổi xe thôi. Và lấy chiếc xe đó bán lại cho mọi người chứ không đi thu mua xe điện 3 bánh cũ ở bên ngoài nhá. Để về để bán cho mọi người đâu ạ. Đây là những chiếc xe mà khách lên đời. Đấy, mua nhà mình lên đời nhờ Mạnh Phát bán hộ thì Mạnh Phát hỗ trợ thôi. Đấy, như phiên bản này là một phiên bản xe A6 ấy, xe A6 ngày trước ấy. Bây giờ là khách có nhu cầu bán lại và vừa rồi đổi lên phiên bản Mi Pro. Con này thì chạy được khoảng gần 2 năm rồi nhưng mà vẫn còn khá là đẹp. Đây. Con này chạy 5 bình ắc-quy luôn nhá. Vẫn 3 chỗ này. Đấy. 3 chỗ ngồi. Có phanh tay, phanh chân đầy đủ nhá. Phiên bản này thì Mạnh Phát nhắc lại cho mọi người nhá. Con này đang được trang bị là 5 bình ắc-quy. Đấy. Gạt ghế ở bên trên. Đấy, gạt bên trên. Chạy cầu vi sai. Động cơ con này là 500W. Đấy, nhưng mà đang chạy 5 bình luôn. Đang chạy 5 bình luôn, bánh 300-8 nhá. Bánh 300-8. Con này bây giờ vẫn chạy được đâu đó khoảng hơn 40 cây một lần sạc. Đấy. Xe thì là xe đã qua sử dụng nha mọi người nhá. Xe cũ rồi. Đấy. Con này thì ai mà qua cửa hàng lấy ấy, thì Mạnh Phát bán cho mọi người với giá là 8 triệu. Đấy. Còn nếu mà ai mà cần ship thì là 8,5 triệu. Mạnh Phát sẽ bảo hành cho mọi người 3 tháng. Đấy. Nói chung là chạy vẫn rất là ok nha. Với cái mức giá như này thì Mạnh Phát nghĩ là quá ok rồi. Đấy, rất là rẻ đúng không ạ? Bây giờ mà bỏ ra khoảng độ 8 triệu mà mua được xe 3 bánh thì hơi khó đúng không ạ? Đây, cái bản này chỗ ngồi rất là rộng rãi nhá. Đây, thùng đằng sau là thùng nhựa kín rồi đây mọi người nhìn này. Đấy, thùng nhựa kín đây này. Đây, có sạc đầy đủ nhá. Có sạc đầy đủ cho mọi người luôn. Đấy. Xe được thiết kế hệ thống khung gầm kép này, bảo vệ bánh ở bên trong luôn. Mọi người nhìn thấy, bảo vệ bánh ở bên trong luôn. Rất là chắc chắn. Đấy, rất là chắc chắn nhá. Số tiến số lui đầy đủ, có cầu vi sai, phanh chân đầy đủ nhá. Đấy. Phiên bản này Mạnh Phát nhắc lại này, có giá là 8 triệu nhá. 8 triệu cho ai đến tận cửa hàng lấy. Và phiên bản này đang, chiếc xe này đang còn tại Hà Nội. Còn nếu mà mọi người mà muốn ship thì mọi người là 8,5 triệu nhá. Mạnh Phát sẽ hỗ trợ ship cho mọi người. Đấy, gửi bưu điện. Đấy, mọi người nhớ nhá, này có một chiếc duy nhất thôi. Đấy, video xe cũ thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, có một chiếc thì bán cho bác nào mà có nhu cầu mà điều kiện kinh doanh cho phép nhưng mà phải cần một chiếc xe 3 bánh để đi lại ấy, thì mọi người có thể lấy phiên bản này nhá. Nếu mọi người có nhu cầu thì có thể nhấc máy lên và alo cho Mạnh Phát qua số điện thoại là 0866 903 993 hoặc là 0358 993 993. Xin chào và hẹn gặp lại.